Hôm nay em qua gấp quá, em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Thôi chúng mình ăn tạm hào nhé. Chồng hóa ra trước giờ anh toàn dẫn người yêu về xong cho ăn hào à? Tôi đâu có, trước giờ anh đã có yêu ai bao giờ đâu. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã giờ biết hôn má ai đâu. Ui, thế mà em cứ tưởng. Thế thôi chúng mình ăn đi nhá. Đây, em ăn đi. Vâng ạ. Ui, con hào này tươi ấy nhỉ. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. À, anh ấy ăn hải sản nên là anh test độ tươi của nó ấy mà. Vâng, em không nghĩ gì đâu ạ. Sao nó không ra nhỉ? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Tại ăn hàu này ấy nó khó ra quá nên là anh phải làm vậy mà. Dạ vâng ạ. Ừ, anh cứ ăn đi ạ. Mẹ nó, nãy giờ mình sờ đúng điểm G sao ra nhiều nước thế. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Ôi giời ơi.